Hôm nay mình sẽ đến với thuốc điều trị nhiễm HIV. Thì cái phần đầu mình sẽ giới thiệu về HIV và phần sau mình sẽ giới thiệu về các thuốc trị HIV nha. Thì cấu tạo của HIV các bạn biết rồi. Nên đây. Mình chỉ nói sơ qua thôi. Thì HIV sẽ tấn công vào TCD4 dẫn đến sự rối loạn điều hòa miễn dịch. Rồi chu kỳ. Các chu kỳ của CD4, mỗi chu kỳ của nó sẽ có các thuốc để tác động vào nó để mà ngăn chặn HIV. Rồi, chu kỳ sinh mật gắn kết thì HIV phải gắn kết vào CD4 theo cơ chế ổ khóa chìa khóa. Cái chìa khóa là GP2120 và ổ khóa CD4 nó sẽ gắn kết với nhau. Thứ hai hoặc là giai đoạn hòa màng. Thì nó sẽ hòa màng vào CCR5 với vai trò của CCR5. Phải nhờ hai cái giai đoạn này thì virus mới có thể xâm nhập được vào tế bào và nó sẽ chui vào trong nhân của tế bào và bắt đầu sao chép. Rồi, ARN HIV sẽ trở thành ADN nhờ enzyme sao chép ngược. Đây là một giai đoạn. Và sau đó thì cái ADN mới được tổng hợp này sẽ gắn vào ADN của người bằng interlace. Tiếp theo, khi nó được gắn vào rồi thì nó sẽ bắt đầu các sao mã và dịch mã để tổng hợp các protein cần thiết. Và sau đó nó sẽ tổ hợp lại. Được tổ hợp lại, lắp ráp thành các tiền virus và cuối cùng thì nó sẽ được giải phóng bằng protease cắt polypeptide để tạo thành HIV trưởng thành. Đến cái giai đoạn này thì các virus HIV nó sẽ phá vỡ tế bào T để giải phóng ra virus. Vai trò của lympho T thì lympho T có nhiệm vụ điều hòa miễn dịch và chống lại các mầm bệnh nội bào. Nó gồm có các dòng sau đây: T chống viêm và T giúp đỡ. Thì hai cái dòng này á nó sẽ có biểu hiện là CD4 cộng. Đây là cái mục tiêu để mà con HIV nó tấn công. Thì các bạn thấy này, cái vai trò của nó như là một nhạc trưởng. Nhạc trưởng thì không có chơi nhạc, nhưng nó sẽ hướng dẫn các nhạc công để chơi nhạc. Giống như hướng dẫn lympho B để tiết kháng thể hoặc là hướng dẫn đại thực bào. Nó sẽ hướng dẫn cả CD8 nữa. Nó sẽ là một nhạc công để hướng dẫn các vai trò khác. Còn T gây độc tế bào nó sẽ biểu lộ là CD8 cộng. Và vai trò của con này là tiêu diệt các mầm bệnh nội bào á. Thì T CD4 sẽ tấn công vào các HIV sẽ tấn công vào các nhạc trưởng này và tiêu diệt các nhạc trưởng. Dẫn đến không có ai có thể chơi nhạc được nữa. Và khi đó cơ thể con người sẽ bị rơi vào trạng thái là suy giảm miễn dịch. Rồi. Các rối loạn miễn dịch của do HIV gây ra là giảm số lượng T CD4 và nhờ giảm cái này nó sẽ gây đến các rối loạn này. Chủ yếu là giảm T CD4 thì nó sẽ gây đến rối loạn này. Các giai đoạn của bệnh. Thì giai đoạn của bệnh gồm có 3 giai đoạn, một là cấp tính, ở đây là cấp tính. Khi đó là virus HIV vừa mới vào cơ thể con người và bắt đầu sinh sản và phát triển đến một nồng độ cao nhất định. Lúc này thì khi mới vào cơ thể thì cơ thể chưa kịp đáp ứng miễn dịch đầy đủ mà chỉ là những miễn dịch mà sơ khai thôi, miễn dịch không đặc hiệu. Và miễn dịch không đặc hiệu thì không chống lại hiệu HIV được hiệu quả. Nhưng mà khi đến một nồng độ nào đó thì bắt đầu cơ thể sẽ chống lại một cách hiệu quả. Khi này thì CD4 bị giảm thấp và HIV nó tăng cao. Khi này thì các cơ thể sẽ chống lại bằng cách là tiết ra các kháng thể và CD8 sẽ được hoạt hóa để tiêu diệt các tế bào nhiễm HIV. Và nhờ thế thì HIV nó sẽ giảm xuống. Còn số lượng CD4 sẽ được phục hồi. Thì khi này ta đến cái giai đoạn mãn tính. Và giai đoạn này thì thường sẽ không có triệu chứng gì hết. Đến cái giai đoạn này thì HIV nó vẫn sẽ sinh trưởng và phát triển trong cơ thể. Thì một ngày nó sẽ tạo ra khoảng 10 tỷ virus, 10 tỷ HIV. Và chỉ có một phần trong số lượng này á, nó sẽ xâm nhập được vào tế bào thôi, còn lại lượng lớn á, nó sẽ không xâm nhập được hoặc là bị kháng thể nó tiêu diệt. À, các kháng thể nó ngưng kết lại á, nó làm bất hoạt và không gây nhiễm được. Thì tuy nhiên thì phần có một số lượng nhỏ nó lây nhiễm được vào CD4 và nó sản sinh và phát triển thì có khoảng 80%
tế bào bị CD4 HIV á, CD4 bị nhiễm HIV thì mình sẽ ký hiệu thế này. 80% số này sẽ bị các tế bào T độc là CD8, biểu lộ CD8 á, nó tiêu diệt. Nhưng vẫn còn lại 20% nó sẽ sinh trưởng ra lại 10 tỷ con virus này mỗi ngày như vậy. Và cứ giai đoạn nó quần 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 nhau thì cái số lượng CD4 một năm nó sẽ bị giảm khoảng 50 đến 100, 50 đến 100 con trong ml. Thì như vậy sau nhiều năm trôi qua, số lượng CD4 sẽ bị giảm đến một lượng tối thiểu xuống đây. Khi mà CD4 giảm xuống 200 con trên 1 ml thì cái khả năng chống lại mầm nội bào là gần như bị vô hiệu rồi. Và chống lại mầm bệnh nội bào cũng chính là chống lại HIV luôn. Và khi này số lượng HIV không bị chống lại nữa, nó sẽ bùng phát lên tăng thiệt cao và CD4 càng ngày càng bị giảm xuống thiệt thấp. Và người bệnh bị AIDS á, đa phần chết là do bị các mầm bệnh cơ hội như là lao hoặc ung thư. Và một nếu nếu vì không chết bị mầm nội hở thì sau đó thì HIV nó cũng sẽ tấn công vào các tế bào thần kinh và các tế bào khác để tiếp tục lây nhiễm, vì khi đó CD4 đã hết rồi, hết thực nguồn thực phẩm cho nó rồi. Rồi các test cận lâm sàng ở bệnh viện thì người ta bệnh viện tư á, thì người tại vì mình có làm trong một thời gian thì nó sẽ có test nhanh và test ELISA. Thì ban đầu người ta sẽ dùng test nhanh trước, nếu mà phát hiện dương tính á, thì người ta bắt đầu dùng đến ELISA và phát hiện cái này. Cái này để phát hiện kháng thể. Nếu mà cả ba cái này đều dương tính thì người ta sẽ nói với bệnh nhân á, người ta sẽ không nói là bạn bị HIV đâu, mà người ta sẽ bảo là khuyên bệnh nhân là nên đến các trung tâm y tế dự phòng á, để kiểm tra lại. Vì đó là một cái kiểu giống như là người ta đùn đẩy trách nhiệm á, nhưng mà đôi khi ở đời thì mình cũng phải thế. Rồi số lượng tế bào test số lượng tế bào CD4. Cái này cho biết mức độ tổn thương của hệ miễn dịch cho HIV gây ra. Thì ngày xưa người ta là hướng dẫn là uống ARV khi mà CD4 giảm xuống 30 350 con trên ml. Nhưng mà hiện nay cái này đã bỏ rồi. Hiện nay đã bỏ rồi. Mà người ta sẽ bắt đầu ARV bất kỳ lúc nào mà phát hiện ra HIV dương tính. Rồi mình đến với phần thứ hai là các thuốc kháng retrovirus, antiretrovirus, viết tắt là ARV. Hiện nay có 3 nhóm chính được sử dụng là ức chế sao chép ngược và ức chế protease. Đây là nhóm số 1, mình xếp vào nhóm số 1 nha, gồm những thuốc ít độc tính, ít độc, hai rẻ tiền, thứ ba là hiệu quả. Và nhóm thứ hai tất nhiên là không có ba yếu tố trên. Giả dụ một thuốc ít tiền mà hiệu quả, vừa hiệu quả nhưng mà quá mắc tiền thì người ta cũng không thể sử dụng được. Đây là ba yếu tố bắt buộc phải có. Thì các thuốc sẽ tác động vào các giai đoạn của HIV, giống như đây là giai đoạn xâm nhập và hòa mang thì nó sẽ có thuốc tác động vào giai đoạn này. Giai đoạn thứ hai là sao chép ngược có thuốc tác động vào. Giai đoạn thứ ba là gắn kết ADN vừa mới sao chép ngược xong vào ADN của ký chủ thì cũng có thuốc. Và thứ tư là giai đoạn mà biến ADN HIV chưa trưởng thành thành HIV trưởng thành. Rồi thuốc chế sao chép ngược thì gồm có hai nhóm, các bạn nhớ RT là viết tắt của em gì sao chép ngược nha. Gồm có nhóm ức chế sao chép ngược nucleoside và nhóm không phải nucleoside. Thì mình đến với nhóm ức chế sao chép ngược nucleoside thì được viết tắt là NRTIS. Gồm có các thuốc quả nổi tiếng là AZT này, lamivudine, abacavir, những thuốc nổi tiếng đó. Thì các thuốc này có nhiều thuốc á, cũng được dùng để điều trị viêm gan B nữa. Các thuốc này có một vai trò, có một đặc điểm là nó gần giống với cái ADN, các bạn nhìn này, nó giống chưa? Nó khác ở một đặc, ở đặc điểm là khác nhóm này. Và vì thế khi mà được kích hoạt ở dạng triphosphate á, thì nó sẽ nhảy vào, nó cạnh tranh. Nhưng mà khi nó nhảy vào, thuốc nhảy vào nó sẽ trở thành một dạng bất hoạt,
tại vì nó là đồ giả mà, đồ giả thì đâu có thể thay thế đồ thật được, và làm cho sự sao chép ngược ngừng lại và virus bị bất hoạt. Nhóm thứ hai, nhóm ức chế không phải nucleosid thì cơ chế nó khác hoàn toàn luôn, nó cũng ức chế cái enzyme sao chép ngược luôn, nhưng vai trò của cơ chế của nó là nó sẽ gắn vào cái enzyme sao chép ngược và làm bất hoạt nó, bất hoạt cái enzyme sao chép ngược RT đi. Đó, rất là hay. Và một đặc điểm là nó chỉ có tác động trên HIV-1. À, điều này mình quên nói thì HIV có nhóm hai nhóm, hai dòng nha, là HIV-1 và HIV-2. Thì dòng số 1 này á là lưu hành trên toàn thế giới, nó độc hơn, nó nguy hiểm hơn, nó gây chết nhanh hơn. Còn HIV-2 á thì nó ít độc hơn, nó gây chết chậm hơn. Nhưng mà HIV-2 nó chỉ lưu hành ở châu Phi thôi, nó ít lưu hành ở trên thế giới như là HIV-1. Thì HIV chỉ cần một đột biến là đề kháng cao trong nhóm rồi, cho nên không bao giờ được sử dụng cái nhóm này một mình hết. Đó. Còn đối với nhóm ức chế protease của HIV là PI á, thì nhóm này cần phải đa đột biến ở HIV mới có thể kháng lại được với thuốc này, cho nên thuốc này là một thuốc mà có khả năng đề kháng cao, là một thuốc chống lại sự đề kháng cao mới đúng, hàng rào đề kháng cao. Thì gồm có, các bạn nhớ nha, nó có chữ Navi ở cuối này. Đó. Đây là một đặc điểm của nhóm là có chữ Navi ở cuối. Thì HIV á, muốn được trở thành dạng mà có hoạt tính thì trước khi ở dạng, nó sẽ ở một dạng tiền virus, sau đó nó được một enzyme là protease nó cắt ra, thì nó mới cắt các protein thừa, các polypeptide thừa thì nó mới trở thành HIV chính cống. Nếu nó không được cắt các cái mã này á thì nó sẽ trở thành một dạng là vô hại. Thì ở đây nó sẽ ức chế cái protease rồi thì nó sẽ sản sinh các tiền virus không độc. Nó vẫn phá hủy tế bào T nha. Các virus này khi đến giai đoạn này nó vẫn phá hủy tế bào T, phá vỡ tế bào T nhưng nó sản sinh ra các virus không độc. Rồi, từ đây trở đi là các nhóm thuộc nhóm 2 nha. Và đặc điểm của nó sẽ là đắt tiền hoặc là hiệu quả thấp hơn hoặc là độc tính quá cao. Rồi mình đến với nhóm ngăn chặn kết dính vào thành tế bào, đó là enfuvitid, ký hiệu là T20 á. Ngoài ra còn có một thuốc nữa là T1249 nữa. Bản chất là một phần dẫn chất của PG41 của HIV, nó không tác dụng với HIV2. Thì nó sẽ ngăn chặn HIV theo cái tương tác là chìa khóa như mình nói nãy á, là nó sẽ không cắn được thụ thể CD4 khiến cho HIV không thể xâm nhập vào tế bào và nó không thể gây bệnh được. Nhược điểm của nhóm này là giá thành cao, tác dụng phụ ra nhiều. Nhóm thuốc thứ hai là co receptor, ức chế co receptor thì maraviroc nó sẽ gắn vào CCR5 nên ức chế sự gắn kết của, đây nó sẽ ức chế gắn kết của CCR5 vào ký chủ của ký chủ và GP120 của virus và dẫn đến bất hoạt chưa. Rồi, đặc điểm là nó gây tác dụng phụ nhiều, vì thế nhóm này là nhóm thuốc số 2. Nhóm thứ ba là ức chế integrase, thì nó sẽ gắn vào integrase của HIV, ngăn và bất hoạt cái integrase này, nó sẽ bất hoạt đi. Như vậy thì HIV ADN của con được mới tạo ra nó sẽ không thể gắn vào ADN của ký chủ được và vì thế nó không thể có hoạt tính, nó không thể có tác dụng được. Thuốc này tác động nhanh mạnh bền, ít tác dụng phụ nhưng mà giá rất mắc vì đây là thuốc brand name.
Các thuốc mình xài á thì sẽ phân ra làm hai loại, một nhóm là brand name là thuốc còn bản quyền, nhóm thứ hai là generic. Thì nhóm này là không còn bản quyền, thì cái nhóm brand name này á, giá thành rất là mắc. Cho nên là hiện nay thuốc này chưa được đưa vào ứng dụng. Nhưng mà khi nào mà cái thuốc này mà hết bản quyền á, thì chắc chắn, gần như chắc chắn nó sẽ đưa vào tổ hợp của các thuốc điều trị HIV. Rồi các thuốc khác các bạn có thể tham khảo. Rồi điều trị bằng ARV mục đích là ngăn chặn tối đa và lâu dài quá trình nhân lên của HIV trong cơ thể, phục hồi chức năng miễn dịch. Thứ hai là lợi ích, các bạn đọc nha. Nguyên tắc điều trị ngay khi được chẩn đoán hay nhiễm HIV, nó bỏ cái khoản là ngày xưa là dưới 350 CD4 trên ml mới điều trị, thì bây giờ họ bỏ rồi. Thứ hai là phối hợp đúng nhất, đúng cách ít nhất 3 loại thuốc ARV để tránh tình trạng đề kháng. Ví dụ như các bạn dùng AZT đơn độc á, AZT đơn độc để điều trị HIV thì sau 12 tháng thì sẽ có khoảng 40% là xuất hiện đề kháng. Giờ cho nên phải phối hợp ít nhất 3 loại thuốc. Và nếu mà ngừng cái con virus này, nó có một điều mắc cười ạ, là khi là nó một điều hay của nó chứ không phải nó mắc cười đâu, mình nói nhầm. Đó là khi nó nhiễm vào trong tế bào vật chủ. Đây. Thì nó sẽ có một số lượng ít là nó ngủ yên luôn. Nó ngủ trong tế bào vật chủ, và khi một gặp một cái tác nhân kích thích nào đó giống như stress hoặc là gamma, hoặc là được kích thích bởi gamma globulin, thì cái con này nó sẽ hoạt động trở lại và nó sẽ bùng phát bệnh, hoặc là không cần có yếu tố gì cả nó cũng có thể là sống trở lại luôn. Cho nên thuốc này phải uống liên tục, uống suốt đời. Thì cái đặc tính trở thành virus ngủ yên này á, thì nó giống một con nào, các bạn nhớ xem, đó là nó giống con gấy thủy đậu hoặc là zona. Đó là virus gì? Đó chính là herpes virus. Đây là các phác đồ ARV mà các bạn có thể tham khảo. Đây là các tác dụng phụ mà trong phác đồ ARV các bạn có thể thấy. Nếu mà sử dụng phác đồ ARV mà có hoa mắt chóng mặt thì đa phần nguyên nhân là do thiếu máu, do AZT, cảm thấy trầm cảm và muốn tự sát. Cái này các bạn có thể tham khảo, mình sẽ để cái file ở dưới cho các bạn xem. Nguyên tắc thay đổi điều trị liều để tránh các thuốc, các bạn có thể xem. Đây, đây là một trong những tương tác thuốc cần lưu ý nhất. Rifampin là một thuốc để điều trị lao. Thì các bạn nhớ là người bị HIV thường là chết do bị lao đúng không? Và người hiện nay mà người bị lao á, thì 99% là họ bị nhiễm HIV. Cho nên cái tương tác này là cái tương tác cực kỳ quan trọng. Đó là rifampin nó làm bất hoạt nhiều, nó cảm ứng enzyme gan rất là mạnh, cho nên nó có thể bất hoạt nhiều các thuốc kháng HIV. Vì vậy là không được sử dụng rifampin trong cái phác đồ, không được uống chung với ARV, tại vì nó sẽ bất hoạt ARV đi, mà mình phải đổi thành rifamputin. Điều trị dự phòng thì đối với người bị HIV á, hoặc AIDS á, giai đoạn AIDS luôn á, thì các mầm bệnh nội bào là nó không thể chống lại được nữa, cho nên người ta sẽ sử dụng cotrimazole để dự phòng viêm phổi do nấm và toxoplasma khi TCD4 cộng dưới 350 ml. Chừng nào mà cái CD4 được phục hồi trên 350 tế bào trên ml đó, thì mình mới được ngừng cái thuốc này. Bây giờ INH để dự phòng lao và fluconazole để dự phòng cryptococcus chưa có xét nghiệm kháng nguyên cryptococcus dương tính và TCD4 dưới 100 ml tế bào trên lít. Thì
Chừng nào mà CD4 cộng mà trên 100 tế bào thì chúng ta có thể ngừng nếu mà HIV không phát triển trở lại. Còn nếu mà HIV vẫn còn có thể đề kháng á, có đề kháng với thuốc á, thì chừng nào phải lớn trên 200 tế bào á, thì mình mới được ngừng thuốc nha. Rồi đây, hội chứng viêm do phục hồi miễn dịch. Thì đây là một hội chứng đặc biệt trong HIV. Thì các bạn biết là bất kỳ một cái gì mà bị ức chế một thời gian á, thì khi không còn ức chế nữa nó sẽ bùng phát mạnh mẽ trở lại. Ví dụ như các bạn sử dụng thuốc kháng histamine H2, các bạn dùng kháng histamine H2 trong một thời gian dài khoảng 1 tháng đến 2 tháng, thì khi các bạn ngừng ranitidine chẳng hạn, nó có thể bị hiệu ứng là rebound. Rebound là dội ngược á, thì khi đó là cái axit dạ dày nó sẽ tăng vọt lên, gọi là rebound. Hoặc là các bạn sử dụng kháng histamine, kháng gì ta, beta blocker 1 á, thì nó sẽ có thể xảy ra hiện tượng rebound là dội ngược á. Thì hội chứng viêm phục hồi miễn dịch nó cũng là một hiệu ứng dội ngược thôi, là nó sẽ là biểu hiện trên rằng lâm rằng xấu đi một cách bất thường sau khi điều trị ARV, do nó dội ngược, nó sẽ đáp ứng viêm quá mức đối với các tác nhân vi sinh vật đang tồn tại trong cơ thể và kháng nguyên còn lại của tác nhân này, thì nó sẽ xuất hiện với tỷ lệ 1% và thường 2 đến 12 tuần sau, và có thể lâu hơn, thậm chí có thể là vài tháng sau, nhiều tháng sau á, nó mới xuất hiện cái hội chứng này. Thì các bạn thấy ở đây, miễn dịch á, nó có thể tiêu diệt có một bậc cơ hội, nhưng mà nếu mà nó bị ức chế bởi HIV thì nó không thể đáp ứng được, nó sẽ không biểu hiện. Và khi nếu nó hết cái này rồi, nó sẽ đáp có 10% nó sẽ đáp ứng quá mức, gây ra hội chứng viêm phục hồi miễn dịch. Rồi mình xin hết.